Mình sẽ tô cái mì này bằng màu vàng nha mọi người. Ok mọi người. Thì sẽ tối vào đây nha mọi người. Ok, mình sẽ tô hết vào đây nha. Ok, mình sẽ tô vào đây nha. Đây là bức tranh sau khi mình ăn tô một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt nha, rồi sẽ cho mọi người xem kết quả sau. Ok, mình sẽ tô hết như này nha.
Ok. Ok, ya tôi vào đây nha mọi người. Mì tô, cái mì này bằng màu vàng nha. Ok, mình sẽ tô ở đây như này nha. Mình sẽ tô ở đây 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 đây. Ok mọi người. Ok, mình sẽ cho mọi người xem bức tranh của mình ngay bây giờ nha. Đây chỉ là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể xem qua bức tranh của mình trước khi mình tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này. À, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho hai con cá chép hóa rồng nha mọi người. Và mọi người hãy xem qua bức tranh của mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn, nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Mình sẽ tô hai con này bằng màu hồng với màu cam. Con lên này mình tô màu cam nha mọi người ơi. Mình sẽ tô như thế này nha. Mình sẽ tô. Thôi không ăn, em bảo em no lắm.
ăn cái gì? Mẹ không no lắm. Ăn muộn. Cái em uống thuốc giảm cân. Không muốn ăn. Ui. Anh đi xem bên này cho anh được. Anh xem cái thằng này. Nhìn mặt chồng. Ok, mình sẽ tôi vào đây nha mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Ai vậy? Ok. Nhìn sẽ tối như này nha. Ok.
Đó, đù. Ok em, mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Một con màu hồng, một con màu cam. Anh có xem phim Bên Hiếu Bên Tình không anh Đức? Phim này hay phết. Phim Việt Nam. Học chưa? Trời ơi, có đi đâu mà trời ơi. Nhìn thấy tôi vào đây nha mọi người. Sáu tháng cải tạo không giam giữ. Ok, và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm video của mình. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô màu nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bộ bàn ăn cao cấp nha mọi người. Không, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Ngủ dậy một phát là cái đầu nó bết dính lại ghê vãi. Có đầu bết vãi. Ok, sao lại không không có lược nữa. Ôi mày, ở cái chỗ này là con hói nữa đi. Ok. Ok nha mọi người. Mình biết mình bị hói ở đâu rồi, đụng mày. Tất nhiên là có. Hỏi thừa. Mấy giờ vậy? Ok. Của quán nào vậy? Giống cái hôm mình đi ăn lẩu. À, ăn nướng ở chỗ chỗ này nhỉ? Nhân viên đi làm méo nước về thì ngồi chờ cày nói cho mình nghe nướng như thế. Đi ăn mà hôm sau gọi Nhật ra Ừ, đây ăn nướng. ăn cứt hôm nay ăn phí tiền với ai nhỉ? Hôm kiếm nọ đặt tí. Trời ơi. Rồi hôm nay mệt ẻ, hôm nay buồn ngủ vai. Đang
Hôm ấy đang ăn mà tự dưng buồn ngủ ngang luôn ấy. Vô tô hết vào nha. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây như này nha. Ok, mình sẽ tô vào đây nha mọi người ơi. Ô vai, cho em mượn nhá. Em đang. Xin luôn. Trời ơi, đầu đang bết, đang muốn chải. Từ sáng giờ chưa được chải tóc phát nào. Đấy, chải không phát đầu đỡ bết hẳn. À, cái lược này chải đau đầu phết đấy. Phải cả bồn cầu di động cho người già là bê được đến luôn hả? Ok. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Sắc của em nó cũng dặn dặn giống na ná kiểu cái đấy của anh, nhưng mà của em dùng nó mềm hơn. Cái đấy của anh thuộc thị trường nhiều lứa thuộc do đấy anh mua nhiều anh sắc. Mình sẽ tô hết vào như này nha. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của cuối video nha mọi người ấy. Hãy theo dõi mình nhé. Đai chống ngủ. Tuấn Anh phê à? Đấy. Ủa nếu mà bánh miêu dùng tương ớt mà. Nếu mà bánh miêu dùng tương ớt mà. Mà sao không bán gương với lược kèm nhau vậy? Mà cứ phải mua hai shop khác nhau tiền đéo được ta trả. Rồi. Ok. Đã chìm thấy. Ok. Đi trong file 1 nhé. Được 20 cái.
Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Khuyên chân à, anh cố lên nha. Mình sẽ tối vào đây nhé. Bài tập gì vậy? Bài tập gì? Bài tập gì? Bài tập trên lớp. Bài gì vậy? Hình như là bài 30% hay 10% ấy. Nhưng là bài tập nhóm. Chịu. Không biết, không biết. Mình sẽ tô hết vào đây nha. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Vườn bé vậy. Mà từng nào? 15 á. Điền 20 đã như này rồi. 15 mét rồi nè. Mỹ gương bấy bay. OT. Mình sẽ tô, đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. À, tô xong rồi nha. Mọi người có thể tham khảo cho bức tranh của mình để tô nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video sau.